Các bạn ơi, Kem có đang còn online không nhỉ? Nếu như mà còn online thì mình trò chuyện xíu đi. Nếu như mà các bạn vẫn còn online thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Bởi vì là hôm nay thì chị phát trực tiếp rất là muộn. Có thể là các bạn đã đi ngủ hết rồi. Nhưng mà cũng không có vấn đề gì, bởi chị vẫn tin là vẫn có một số bạn thì vẫn chưa ngủ đâu. Nên là nếu như mà được thì các bạn hãy gửi lời chào tới chị nhé. Bởi vì là chị cũng đang rất là muốn có thể được gặp gỡ các bạn ở trong ngày hôm nay. Được không nào? Và tất nhiên là ngày hôm nay với mục đích là trò chuyện. Thế nên là còn những cái câu hỏi gì băn khoăn mà các bạn dành cho dành cho chị thì các em có thể đặt. Được không nào? À, hiện tại cũng đã có 15 bạn đang xem phần livestream này rồi. Hello em, hello Ngọc. Cũng thấy 22 bạn rồi đây, đúng không? Không phải dạng vừa đâu. Ok, xin chào Kem. Hiện tại đã có 40 bạn rồi. Cứ nghĩ là các bạn nghỉ hết rồi, ngủ hết rồi, tại vì chị nghĩ là tầm này thì chắc là các em cũng ngủ hết rồi ấy. Không biết là có bạn nào kiểu còn thức khuya không? Thì chị cũng muốn phát với các bạn một chút xíu để có thể đưa tới cho các bạn một số những cái thông tin rất là hữu ích mà chị nghĩ rằng là nó cũng khá là quan trọng mà các bạn nên gọi là nốt lại, được không ạ? À, ok, xin chào các bạn nhé. Hello, xin chào Ngọc Lan, xin chào Thu Giang. Hello các em. Lan Anh lại gặp nhau rồi. Lại gặp nhau rồi. Các bạn ơi, gửi lời chào tới chị nha. Ok, xin chào Thùy Trang. Xin chào 60 bạn đang xem phần livestream của chị. Một cái buổi livestream rất là muộn ngày hôm nay. Xin chào 64 bạn. Xin chào 71 bạn. Nhạc hay thực sự à? Chứ không phải là vì chị giọng chị hay à? Lan Anh. Ok, xin chào Trung Hiếu. Hôm nay muộn quá nhở. Xin chào 83 bạn đang xem phần livestream của chị. Đã nói rồi, ngày hôm nay là trò chuyện. Nên là chị sẽ chia sẻ với các bạn về những cái ý tưởng ấp ủ của chị ở trong thời gian sắp tới. Và chị nghĩ rằng là chị cũng nên công khai những cái việc này. Bởi vì biết đâu nó sẽ kiểu khiến cho các bạn cảm thấy thích thú thì sao? Ok, xin chào các bạn. 104 bạn đang xem phần livestream này. Vẫn còn rất là nhiều bạn đang ở lại đây với chị mà chị nghĩ rằng là các em đã ngủ rồi. Gửi lời chào tới chị nha. Ok, xin chào Mai Phương. Xin chào Mặc Lão Tứ, xin chào em. Xin chào 115 bạn. Ok, xin chào Tâm Hồng. Các bạn ơi, các em thật là tuyệt vời. Bởi vì là ngày hôm nay muộn như vậy mà các em vẫn đang ở đây. Các bạn đang làm gì thế? Sao các em ngủ muộn thế? Hả? Sao các bạn ngủ muộn thế? Bây giờ 11 giờ rồi mà vẫn chưa đi ngủ à? Hả? À, lần đầu tiên xem chị like à? Ok, xin chào Hoàng Thắm nhá. Xin chào em. Hả? À, vừa học cùng với chị xong. Lúc đầu em vào nghe toàn tiếng nhạc, không nghe tiếng chị à? À, các bạn, các em đang làm gì thế? Sao các bạn ngủ muộn thế? Hả? Ok, xin chào. Nghỉ dịch sống giờ Mỹ lắm chị ạ. Cũng có thể đấy nhở. Rồi, sao các em ngủ muộn thế? Sao càng ngày càng nhiều bạn vào xem thế? À, em xem lại những bài like trước của chị à. Rất chăm chỉ, một like dành cho Khánh Ly. Ok, xin chào Quốc Trinh. Xin chào Kiều Anh. Ôi, nhiều bạn fan cứng nhở. Ok, xin chào Thanh Lam. Trời ơi, sao càng ngày các em càng vào xem nhiều thế? Các em không định đi ngủ à? Hả? Thôi, đừng có biện cớ là thức muộn để xem chị like nhá. Ok, xin chào Hoa Hoa, chị thấy em rồi. Trời ơi, càng ngày càng nhiều các bạn vào xem là sao? Ôi, chị không hiểu luôn ý. Bây giờ là hơn 11 giờ rồi các em ơi. Các bạn 2K2 ơi, bây giờ là hơn 11 giờ rồi. Mà tại sao các em lại chưa ngủ? Các em không định ngủ để sáng mai đi học à? Trời ơi. Ok, chị sẽ đọc một vài bài thơ cho các bạn. Nhưng mà chị không hiểu là sao các bạn lại không đi ngủ. Ok, xin chào Đỗ Hiếu. À, hôm nay em chờ xem chị có like không mới ngủ á. Thật á. Quen giấc rồi. Này mấy cái đứa này nhá, chị thấy những cái lý do kiểu không đúng, hơi hơi không đúng rồi đấy. Mất fan cứng rồi kìa.
Ok, xin chào Hương Giang, xin chào Như Quỳnh. Các bạn ơi, trời ơi, sao lại gần 200 bạn đang xem rồi. Kem không định ngủ rồi, thật sự luôn rồi. Kem kiểu, kem chán ngủ à? Đúng không? Kiểu kem chán ngủ đúng không? Tranh thủ cày. Khen ngợi tinh thần. Nhưng mà dù như thế nào thì cũng phải đảm bảo sức khỏe của mình nhá. Đang mùa dịch rất là căng thẳng, nên là các bạn phải đảm bảo cho sức khỏe của mình. Không được kiểu là thức khuya bừa bãi, mà các bạn phải kiểu chăm chỉ học hành này. Nhưng mà học hành phải khoa học, biết chưa? À, ok, sau này lại đồng hành cùng chị rồi ạ. Các bạn may được nghỉ ạ. Trời ơi, sao càng ngày các em, trời ơi, sao càng ngày các em càng có xem nhiều thế. Chị đang kiểu bị khủng hoảng với các em luôn ấy. Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. Rồi, thôi được rồi, dù lý do gì thì chị cũng rất cảm ơn các bạn, hơn 200 bạn đang xem phần livestream của chị. Chị rất là bất ngờ vì điều này, thực sự luôn đấy. Chị không nghĩ là các bạn lại thức khuya đến như thế. Hay là các em đang có tâm trạng gì hay chăng? Nếu như mà băn khoăn gì ấy, hay là cảm thấy đang gì thì có thể trải lòng và chia sẻ cùng với chị nhá. Bởi vì lâu lắm rồi thì chị mới có dịp ngồi lại và chia sẻ nói chuyện với các em như thế này. Đôi khi chỉ là nói chuyện thôi. Nhưng mà ngày mai khi mà các bạn thức dậy, xóa bỏ những cái mệt mỏi của mình, biết đâu các bạn sẽ có một cái tinh thần tốt hơn, đúng không? Nhá. Rồi, ngày hôm nay để mở đầu cho phần phát trực tiếp này, để một gửi một cái lời tri ân đến các bạn của chị, thì chị sẽ đọc cho các bạn nghe một bài thơ, được không ạ? Nhưng mà trước khi đọc cho các bạn nghe một bài thơ thì chị muốn thêm một lần nữa nhắc lại với các bạn về một cái siêu phẩm rất là đặc biệt của chị, mà chị tin rằng là chắc chắn các bạn sẽ phải sở hữu siêu phẩm này. Đó chính là cuốn tài liệu 40 bài văn mẫu trọng tâm. Các em đã có cuốn sách này chưa? Nếu như mà bạn nào mà chưa có thì nhanh chóng sở hữu dinh ngay về để học hành trong cái giai đoạn dịch này nhá. Thêm một bài cuốn này rất là xinh xẻo này. Đây, đó chính là sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Nhiều bạn thắc mắc là chị ơi, làm thế nào để em có thể kiểu học tốt nghị luận xã hội đây? Thì đây chính là cái lời khuyên của chị dành cho các bạn. Hãy sở hữu hai cái tuyển tập siêu xinh xắn này về để chúng mình có thể ôn trong kỳ dịch luôn nhá. Đang ngốn đề xong mệt quá, lâu lắm rồi mới nghe lại giọng chị. Ok, chị cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một lát nữa chị sẽ rep inbox nha, nên là sẽ đợi chị một chút xíu được không? Tại vì là chị đang thấy có một số bạn đang nhắn tin cho chị, nhưng mà đợi một xíu rồi chị sẽ rep nhá. Bây giờ thì chị sẽ đọc tặng cho các bạn nghe một bài thơ để kiểu chúng mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn đấy. Các em muốn nghe thơ của ai? Các bạn muốn nghe bài thơ gì? À, hay là chị đọc cho các bạn nghe một bài thơ của chị nhá. Đây là một cái bài thơ mà chị cũng viết khá là lâu rồi ấy. Nhưng mà biết đâu kiểu cái bài thơ con cóc mà chị làm sẽ kiểu khiến cho các bạn cảm thấy hứng thú thì sao, đúng không? Nên là mở đầu cho phần livestream ngày hôm nay thì chị xin được giới thiệu về một cái siêu phẩm của chị. Một cái bài thơ chị viết từ ngày cách đây cũng mấy năm trời rồi. Nhưng mà biết đâu các bạn sẽ thích nó. Ok không ạ? Nhá. À, ngày nào em cũng đọc quyển 40 bài văn à? Cảm ơn các bạn nhá. Nhiều bạn mua được giá hời lắm. Đây, chị có một bài thơ mang tên là bài thơ Đừng. Được không ạ? Bài thơ như sau. Như thế này. Bài thơ Đừng. Đây là bài thơ chị viết, được không ạ? Cô gái em đừng buồn, chuyện đâu còn có đó, vẫn chỉ là chuyện nhỏ trong tháng ngày gian nan. Cô gái em đừng than, trời mưa sao bẩn quá, hoặc nơi này xa lạ, em chẳng thể sống quen. Cô gái em đừng ghen, giận hờn rồi cãi vã, cảm xúc này khó tả, chỉ làm em thêm đau. Cô gái chỉ làm em đau thêm. Cô gái cười thật êm với cuộc đời em nhé. Buồn vui và san sẻ cho tháng ngày bình yên. Cô gái sống thật điên, cho đời thêm rộn rã, đi nhiều và khám phá mọi thứ xung quanh mình. Cô gái đừng bình bình, hãy là em như thế, em người ta sẽ nể trong cuộc đời đê mê. Cũng đừng sợ cười chê, vì cuộc đời lạ lắm, buồn vui dài thăm thẳm sẽ qua, em đừng lo. Đây là bài thơ viết cho em, cô gái của chị, với bao lo lắng của riêng mình.
Chị biết là rất là nhiều bạn thích học văn thì đa số đều đều là các bạn nữ, đúng không? Nhưng mà chị lại nghĩ rằng là bởi vì chúng mình vốn dĩ là phái yếu, thế nên là chúng mình lúc nào cũng mang trong mình một cái trái tim rất là nhạy cảm và cực kỳ là dễ bị tổn thương. Chị mong là sau này kem của chị dù có phải đối mặt với cuộc đời nhiều sóng gió, nhiều bão táp, nhiều phong ba thì lúc nào cũng giữ cho mình một trái tim thật là trong sáng và dũng cảm. Bởi vì chị luôn luôn nói với các bạn rằng là chỉ cần các bạn giữ cho mình một trái tim trong sáng và dũng cảm thì chắc chắn là các bạn cứ đi đi, chắc chắn là các em sẽ tỏa sáng. Được không ạ? Chị tin chắc chắn là như vậy. À, và chị mong là các em sẽ luôn luôn tỏa sáng theo cách của riêng mình nhá. Ok không? Ngày hôm nay nghe giọng chị muốn đi học lại quá. Thôi đi học đại học thôi, chứ đừng kiểu đừng có mong muốn đi học lại nhá. Ừ, chúng em cũng vậy mà chị. Chị biết mà, chị biết là các bạn như thế mà, đúng không? Nam đây chị ơi. À, từ ngày em sống nội tâm thì em bắt đầu thích văn. Các em có muốn hỏi chị câu hỏi gì về văn không? Hay là muốn hỏi chị bất cứ câu hỏi gì ở trong ngày hôm nay? Vì chị nghĩ là đấy cũng là những cái câu hỏi mà các bạn đang rất là thắc mắc. Chị nghĩ là như vậy. Hãy thoải mái hỏi chị. Hãy thoải mái chia sẻ, bởi vì buổi tối hôm nay chị dành thời gian để chia sẻ cùng với các bạn. Hôm nay chị không muốn dạy văn nữa. Chị không muốn nói nhiều về văn nữa. Mà chị chỉ muốn nói chuyện với các bạn thôi. Sau một ngày dài mệt mỏi, các em đang nghĩ gì thế? À, các em buổi sáng, buổi chiều ngày hôm nay của các em thế nào? Bởi vì ngày hôm nay là ngày lễ Hàn Thực, đúng không? Tết Hàn Thực. Các em có ngồi cùng với bố mẹ để nặn bánh trôi này, làm bánh chay này, hay là nấu món chè trôi nước thật là ngon miệng để dành cho những người trong gia đình mình không? Ngày hôm nay của các bạn thế nào thế? Các em có nhiều niềm vui không? Các bạn cảm thấy là mình có nhiều năng lượng không? Bởi vì đây là thời điểm mà chị cảm thấy là thường là vào cuối ngày thì bao giờ các em cũng cảm thấy là năng lượng của mình sẽ bị tụt rất là nhiều. Và đây cũng là lúc mà mình nhìn lại cực kỳ là nhiều thứ, đúng không ạ? Thật ra thì cuộc sống ai cũng có những điều mệt mỏi cả. Điều quan trọng là chúng mình đối diện với những cái sự mệt mỏi đó như thế nào thôi. Chúng mình sẽ là từ bỏ hay là sẽ tiếp tục đi tiếp đây? Chị tin là những người trẻ giống như các bạn mang trong mình một trái tim vô cùng mạnh mẽ như các em thì chắc chắn là các bạn sẽ lựa chọn việc là đi tiếp chứ chắc chắn là không dừng lại đâu, đúng không? Chị thấy ở đây có rất là nhiều bạn bình luận với chị là: "Ôi, em buồn chị ạ. À, có chuyện gì khiến cho em buồn thế?" Năm nay á, hủy thi á, chị nghĩ điều đấy sẽ rất rất là khó xảy ra. Nên là hãy chăm học đi nhá. Được không? À, sau 1 tháng đi học. À, đúng rồi, 2 cuốn sách vừa rồi là 2 cuốn sách ôn thi Trung học phổ thông quốc gia. Em hãy nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Yên để được tư vấn tốt hơn nhé. Em thấy mình vô dụng quá, em gần như mất phương hướng. Các bạn ơi, thật ra thì không phải riêng các bạn đâu, mà bản thân của chị cũng rất là nhiều khi cảm thấy yếu lòng. Nói là yếu lòng thôi, nhưng cũng có lúc mà kiểu như là mệt mỏi đến mức bật khóc ấy, kiểu như vậy. Nhưng mà chị lại cảm thấy là sau những lần mà mình buồn ấy, thôi thì mình cứ khóc đi. Khóc để cho bản thân của mình được thoải mái một lần, được đã đời một lần. Sau đấy thì mình lấy lại tinh thần để sống cho những ngày tiếp theo. Bởi vì chúng ta đều hiểu rằng là mỗi ngày trôi qua đều thực sự rất quý giá các em ạ. Thực sự rất quý giá. Và đến thời điểm hiện tại thì chị luôn luôn trân quý thời gian mà chị có. Vì chị hiểu rằng là mình không thể nào sống về những ngày quá khứ được. Mình cũng không thể nào tính được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nên việc của mình là hãy vui cho ngày hôm nay. Hãy sống thật nhiệt huyết và hết mình cho ngày hôm nay. Bởi vì biết đâu ngày mai cũng sẽ là một ngày như thế. Thế nên chị cũng mong là các em, thay vì việc là: "Chị ơi, ngày hôm nay em buồn quá, ngày hôm nay em mệt mỏi quá", thì chị mong là ngày hôm nay các bạn sẽ nói với nhau một điều là: "Hôm nay em cảm thấy bản thân mình rất có động lực chị ạ." À. Và em mong là, à không, em nghĩ chắc chắn là ngày mai cũng sẽ là một ngày như vậy. Bởi vì chị tin, các em dũng cảm lắm. Thật sự, 2K2 là một cái lứa học sinh mà khiến cho bản thân của chị cảm thấy rất là cảm phục.
bởi vì cái chặng đường của các em đi dài hơn so với các anh chị. Chắc chắn năm nay thì kiểu kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sẽ bị rời lịch rồi, đúng không? Thế nên là chị biết là đó cũng là một cái thách thức đối với các bạn. Các bạn có quá nhiều những cái câu chuyện phải đối diện từ khi mà các bạn ra đời cho đến tận bây giờ. Thế nên là các em sẽ cảm thấy đôi khi cuộc sống hơi bị ồn ào so với cái âm lượng mà tai mình có thể nghe. Nhưng mà chúng mình sẽ thích nghi dần, bởi vì chúng mình là người trẻ mà, đúng không? Bởi vì các em là người trẻ, thế nên các em luôn luôn có thể sẵn sàng đương đầu với tất cả mọi cái thử thách và khó khăn mà các em có. Chắc chắn là như vậy. Chị biết là ngày hôm nay, ở thời điểm này, có thể các em đang buồn, có thể các bạn đang vui, có thể các bạn đang hạnh phúc, đang hồi hộp, đang căng thẳng, đang lo lắng. Dù là các em đang ở trong cái cảm xúc như thế nào, thì chị mong là sau phần livestream nói chuyện, tâm sự với chị ngày hôm nay, thì các bạn sẽ cảm thấy mình ổn, được không ạ? Và chị cũng tin là các em sẽ ổn, thật đấy. Chị tin là các em sẽ ổn. Hãy để cho mình cân bằng lại, lấy lại cảm hứng, lấy lại động lực, và để tiếp tục cái hành trình của mình. Bởi vì hành trình của chúng ta sẽ còn dài, nhưng mà đây sẽ là một hành trình tuyệt vời và vô cùng đáng nhớ. Chị tin chắc chắn là như thế, được không nào? Tại sao em lại thấy sợ và suy nghĩ nhiều? Tuổi của các em đâu phải là tuổi để suy nghĩ nhiều đâu, đúng không? Tuổi của các em là tuổi mà bây giờ các bạn có thể sống hồn nhiên nhất với tuổi 17. Là tuổi mà các em có những cái cảm xúc đầu đời. Là tuổi mà các em có quyền hy vọng, có quyền ước mơ, có quyền hoài bão. Và đây là cái thời điểm mà bản thân chị cảm thấy rằng các em hãy sống. Bởi vì đây là thời điểm đẹp nhất, được không ạ? Nhá. Chính xác. Nếu như mà cảm thấy buồn hãy đọc sách. Bởi vì đọc sách có thể giúp các em chữa lành nhiều vết thương. Chắc chắn là như thế. Đọc sách sẽ giúp cho các em chữa lành nhiều vết thương. Hãy chăm chỉ đọc sách để cho bản thân mình có thêm nhiều vốn từ, có thêm nhiều động lực. Hãy đọc sách để chúng ta cảm thấy là thế giới của chúng ta ở phía trước là một thế giới vô cùng rộng mở. Hãy đọc sách để chúng ta mong muốn sau này chúng ta sẽ đi nhiều nơi, tìm hiểu nhiều điều, khám phá nhiều thứ và tận hưởng một cuộc sống thật là tuyệt vời. Đừng khóc nhá. Bởi vì là nếu như mà các bạn khóc thì chị cũng không thể nào ở bên cạnh bây giờ mà để ôm các bạn vào lòng được, đúng không? Nên các em đừng khóc nhá. Hít thật sâu vào và mỉm cười cùng với chị, được không? Hãy hít thật sâu vào và mỉm cười cùng với chị. Bởi vì nụ cười chính là điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời này dành cho chúng ta đấy, được không ạ? Hít một hơi thật sâu, bởi vì một ngày cũng đã khép lại rồi. Ngày mai sẽ lại là một ngày mới đấy. Và các em sẽ lại phải tiếp tục với đối diện với rất là nhiều những thứ khác nữa. Nào, hãy bình tâm lại. Bình tâm lại nhá. Mỉm cười nào. Được không? Được không nào? Hãy bình tâm lại nhá. Và mỉm cười nào. Tạm thời đừng học nữa. Được không? Tạm thời đừng học nữa. Hãy để cho bản thân của mình được bình tĩnh lại đã. Dù hôm nay các em đang trống rỗng, đang hụt hẫng, đang phiền lòng hay đang bâng khuâng về chuyện gì, thì chị cũng mong các em có thể bình tâm lại và mỉm cười nhá, được không? Đừng học nữa. Tạm thời đừng học nữa. Và hãy để cho bản thân mình được thở, được sống, được cảm nhận. Và hãy cười lên, được không nào? Các bạn ơi, chị thấy nhiều câu hỏi quá. Và chị cũng không biết là nên bắt đầu trả lời từ câu hỏi nào, bởi vì chính bản thân của chị bây giờ cũng đang cảm thấy rất là bối rối. Thật sự đấy. Chính bản thân của chị cũng đang cảm thấy rất là bối rối. Vì chị không biết là nên trả lời từ câu hỏi nào đây. Tại sao các bạn lại ngủ muộn thế nhở? Vì bây giờ đã là 23 giờ 20 phút rồi. Tâm sự tuổi hồng đấy. Bởi vì ngày hôm nay chị muốn là các bạn của chị sẽ bình tâm lại, thay vì việc là các em lúc nào cũng phải mệt mỏi, các em lúc nào cũng phải kiểu tranh đấu, cũng phải chiến đấu, cũng phải gồng mình lên. Thì thay vì cái việc là chúng mình cứ phải gồng mình lên, chúng mình cứ phải chiến đấu mệt mỏi như thế, thì chị muốn là các bạn có được những cái giây phút bình tâm trở lại. Và ngày hôm nay thì chị mong là các bạn cũng sẽ như thế. Các em cũng sẽ... nếu như mà hỏi chị thích câu thơ nào nhất ấy,
Thì ở thời điểm hiện tại, chị đang rất là thích hai câu thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ trong bài thơ Tự Sự. Đó là: hạnh phúc giống như bầu trời này vậy, đâu chỉ dành cho một riêng ai. Đó là hai câu thơ mà ở thời điểm hiện tại chị đang thích nhất. Bởi vì là cái sở thích của chị thì nó sẽ thay đổi khi mà chị tiếp nhận những cái mới. Thế nên là chị sẽ trả lời là ở thời điểm hiện tại là chị đang thích hai câu thơ đó nhất. Được không nào? Tại vì chị à? Ôi tại vì chị ư? Thế à? À vậy thôi nhá, chị sẽ đọc cho các bạn nghe một bài thơ. Kem ơi, kem không cần nhìn vào màn hình đâu. Các bạn cứ để điện thoại sang một bên, rồi các em có thể nằm xuống, lấy gối ra, nằm xuống, rồi thì đắp chăn, kéo mền lên, bật quạt lên. Kiểu như là thật là thoải mái đi, cứ để điện thoại và nghe chị thôi, không cần phải nhìn. Được không ạ? Không cần phải nhìn vào màn hình làm gì, các em chỉ cần nghe chị thôi. Ngày chị học bài văn cuối cùng ấy à? Thật ra thì bây giờ cái cảm xúc đấy nó không còn nhiều so với cái việc là cái ngày cuối cùng mà chị đồng hành với các bạn 2K1 như thế nào. Có lẽ như là hình như là chị vẫn còn nhớ là cái ngày cuối cùng mà chị đồng hành cùng với các bạn 2K1 năm vừa rồi ấy. Hình như là chị lúc đấy là chị chia tay người yêu hay sao ấy, nếu chị nhớ không nhầm. Hình như thế, bởi vì hôm đấy là hình như là anh chị cãi nhau thì phải. Hình như là như vậy. Thế xong rồi là trời ơi, cái buổi tối hôm đấy là chị kiểu khóc như mưa như gió luôn ấy. Tại vì bản thân chị cũng là một cái kiểu một cái người rất là nhạy cảm ấy. Thế nên là cái buổi hôm đấy là cái buổi mà gọi là team chị Hiên đã phải nỗ lực rất là nhiều để giúp đỡ cho chị Hiên ở trong cái phần cái khóa học mà 10 ngày chạy văn cùng với chị ấy, 10 ngày cuối cùng ấy. Là cái buổi hôm đấy là cái buổi mà một bạn trong team chị Hiên, anh ấy đã giúp cho chị livestream cùng với các bạn để định hướng về nghề nghiệp, giúp cho các bạn thêm tự tin. Sau đó thì chị Hải Quỳnh kiểu tiếp tục phát trực tiếp. Và sau đó thì chị đã cố gắng kìm hết những cái cảm xúc của mình lại, bởi vì bản thân chị cảm thấy là nếu như mà mình bỏ lỡ cái giây phút này thì nó rất là đáng tiếc, bởi vì một cái hành trình rất là dài rồi và mình phải ở bên cạnh các bạn ấy cho đến cùng. Đấy, thế là chị đã bắt đầu kiểu cố gắng để phát trực tiếp cùng với các bạn trong cái buổi cuối đấy. Kiểu lúc đấy kiểu giọng nghẹn ngào luôn á. Và kiểu các bạn ấy cảm giác như là chị kiểu sắp khóc ấy, kiểu vậy. Thật đấy, thật luôn ấy. Kiểu cảm giác như là lúc đấy kiểu các bạn ấy bảo là: chị ơi sao hôm nay chị mệt quá hả chị, 10 ngày vừa rồi chị mệt quá hả chị, kiểu như vậy. Thế là chị cũng kiểu bảo là ừ, nhưng mà công nhận là cái thời điểm đấy chị cũng mệt thật. Tại sao chị mệt như thế? Bởi vì các em phải hiểu là 10 ngày cuối cùng mà chị phát trực tiếp cùng với các bạn ý ở trong cái khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên, các em yên tâm đi. Năm nay cũng sẽ có cái khóa học này ở 10 ngày cuối. Thì kiểu hôm nào cũng học từ 10 giờ đêm cho tới 2 giờ sáng, kiểu vậy ấy. Từ 10 giờ đêm cho đến 2 giờ sáng. Trời ơi chị mệt, ôi là mệt luôn ấy. Chị với chị Quỳnh thật sự là rất là mệt luôn. Ngày nào cũng chiến đấu với các bạn như vậy, kiểu dòng dã 10 ngày liên tiếp như vậy, mệt lắm. Mà các em phải hiểu là chị phát trực tiếp cùng với các bạn như thế này nhá, chị nói một mình làm gì có ai tương tác với chị đâu. Thế nên là chị đâu có điểm dừng đâu, chị đâu có thời gian để dừng đâu. Thế là chị kiểu chị mệt ơi là mệt luôn ấy. Nhưng mà không hiểu tại sao, nhưng mà cứ gặp lại các bạn thì chị lại nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Và chị hiểu rằng là bản thân mình phải tiếp tục cố gắng động lực. Bởi vì nếu như mà chị không cười, và nếu như mà chị không kiểu tự tin ấy, chị kiểu không cười, chị không năng lượng, thì bản thân các em cũng không cảm nhận được cái sự năng lượng đấy, đúng không? Thế nên là đã có rất là nhiều bạn thành công từ khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị. Thật sự là như vậy, đã rất là nhiều bạn thành công. Sau đó chị nhận được cực kỳ là nhiều lời cảm ơn, và bản thân chị thì cảm thấy rất là hạnh phúc về điều đó. Chị cảm thấy là bản thân mình đã làm được nhiều thứ có ích đấy chứ. Mặc dù đấy chỉ là một cái điều rất là nhỏ thôi, nhưng mà chị nghĩ rằng đó là một điều cực kỳ là có ích. Thật sự là như thế. Nên là chị cũng mong các em hãy sống một cái cuộc đời thật là ý nghĩa bằng từ những cái việc nhỏ nhất của mình. Quan tâm tới những người thân của mình này, bạn bè của mình này, anh chị của mình này, và đặc biệt là phải quan tâm tới chính mình nữa nhá. Nếu như mà các em không quan tâm tới bản thân của các em, chính bản thân của các em, thì làm sao mà các em có thể kiểu như là quan tâm đến người khác được, đúng không? Đừng lãng phí thời gian của mình. Có thể ngày hôm nay nhiều bạn nghĩ rằng là
kiểu đang nghe cái cô già nào, chị già nào kiểu xám xí vớ vẩn như thế này ấy. Thật sự luôn ấy, nhiều người sẽ cảm thấy tốn thời gian vì đang nghe chị nói. Bởi vì ngày hôm nay chị không có giảng bài, không như mọi hôm. Vì chị muốn là sau bao nhiêu ngày các em gánh gồng mệt mỏi và áp lực như thế rồi, thì chị muốn là chị được ngồi để trò chuyện, để tâm sự cùng với các bạn, để hiểu các em hơn này, để biết là các em đang nghĩ gì này, và quan trọng là cũng được trải lòng cùng với các em nữa. Đôi khi mình cũng phải thay đổi khác đi chứ, đúng không? Chứ làm sao mà mình lại cứ kiểu gồng mình lên mãi được. Thế nên là các em dù cho có buồn thì cũng đừng khóc nữa nhá. Vì chị biết là đã có nhiều bạn khóc rồi, nhiều bạn đã rơi nước mắt rồi, được không? Thế nên chị cũng mong là gì ạ? Chị cũng mong là các em có thể sau buổi ngày hôm nay lấy lại tinh thần này, mỉm cười thật tươi này, sau đó thì quyết tâm cho mục tiêu của mình. Bởi vì chúng mình sẽ chỉ hối tiếc về những điều chúng mình chưa làm thôi. Còn tất cả những điều mà các bạn đã làm rồi và cố gắng làm rồi thì các bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc đâu, chắc chắn đấy, được không nào? Nhá. Các bạn ơi, bây giờ thì chị sẽ đọc cho các bạn nghe một bài thơ, và chúng mình sẽ dừng cái phần phát trực tiếp của mình tại đây nhá, được không ạ? Chị sẽ đọc tặng cho các bạn một bài thơ, sau đó thì các em của chị phải đi ngủ thôi, chứ làm sao mà thức mãi được. Bởi vì bây giờ đã là 23:28 rồi, chị cũng không muốn các bạn đi ngủ muộn đâu. Bởi vì nếu như ngủ muộn thì ngày mai các em sẽ dậy với một cái trạng thái rất là uể oải. Nên là chúng mình sẽ chỉ nghe thêm một bài thơ nữa thôi, rồi chúng mình sẽ đi ngủ nhá. Các em đừng buồn, vì dù cuộc sống có nhiều những cái khó khăn như thế nào thì hãy tin là những bạn đang xem phần livestream này, những bạn vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với chị, chị lúc nào cũng ở bên cạnh các em, không bằng cách này thì bằng cách khác, được không? Nên chị mong là các em sẽ vượt qua những cái sự sợ hãi của mình, nỗi lo sợ của mình, rồi những cái băn khoăn của mình, để tập trung hơn vào phấn đấu cho mục tiêu của mình, được không ạ? Bây giờ thì các em muốn nghe bài thơ gì? Các bạn muốn nghe bài thơ gì ạ? Các bạn muốn nghe bài thơ gì? Huy Dũng ơi, đi ngủ đi. Đi ngủ thôi em ơi. Huy Dũng ơi, đi ngủ thôi em ơi. Muộn rồi. Rồi, các bạn muốn nghe bài thơ gì? Nếu như mà bạn nào thích buổi livestream ngày hôm nay thì hãy cho chị một tim nhá, bấm like cho chị nha và chia sẻ giúp chị nhá. Em vừa bảo thì hết like, khổ thân thực sự ấy. Và nếu như bạn nào chưa sở hữu kiểu hai cuốn bí kíp này thì nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để được cung cấp thêm kiểu như là thông tin về hai cuốn sách siêu xịn này nhá. Ok, rồi. Nào các em ơi, các bạn muốn nghe bài thơ gì không? Các em muốn nghe bài thơ gì ạ? Rồi, ok. Chị sẽ đọc cho các bạn nghe một bài thơ rất là thân quen. Bài vui vui chút à? Để chị nghĩ xem bài gì vui vui chút nhở. Bài nào thấy phấn chấn hơn chị ơi à? Hay nghe thơ tình à? Nghe thơ tình cơ. Ok. Khi mà các bạn hỏi chị về một cái lời, gọi là về một cái gì ạ? Một cái lời gì đó mà đợi chị một chút xíu nhé. Bởi vì là chị, bản thân của chị thì đã rất là ấn tượng. Đợi chị một chút. Đồng chí à, thuyền và biển à. Gì nữa không? Các bạn cứ thoải mái đưa ra ý kiến nhá. Sau đó thì chị sẽ lựa chọn một bài. Ok à?
Tại vì là chị không có tìm được đấy á, không có tìm được kiểu kiểu chị không tìm được ấy á, không tìm được tiếng Việt á. Chị đang muốn kiểu mở cho các bạn bài này, có nghĩa là như đã nói với các bạn, ui đợi chị chút xíu nhá. Có một cái bài hát mà chị thấy rất là hay ở trong cái bộ phim mà tên là Itaewon Class, không biết là các bạn có xem cái bộ phim đấy không, nhưng mà chị thấy nó rất là hay. Bởi vì sao? Nó là một cái bài hát mà cho chị rất là nhiều cái động lực. Không biết là các bạn có biết bài hát đấy không, nhưng mà nếu có thể thì các bạn hãy nghe cái bài hát đấy vào buổi sau, nếu như mà kiểu nếu như mà có thời gian, và khi mà chị kiểu tìm được cái lời tiếng Việt ấy thì chị sẽ đọc cho các bạn. Còn ngày hôm nay thì hiện tại chị vẫn chưa sợt được cô, nên là chị sẽ đọc tặng cho các bạn một cái bài thơ rất là quen thuộc của nhà thơ Trần Hòa Bình, đúng không? Cái bài Start của Hago đấy, của Goha đấy, Gaho à? À của Gaho, chính xác rồi, đúng không? Nhá, cả thế giới đang xem trừ em mà. Chị sẽ đọc tặng cho các bạn nghe một bài thơ rất là quen thuộc của nhà thơ Trần Hòa Bình, đó là bài thơ Thêm Một. Như thế này. Thêm một. Thêm một chiếc lá rụng, thế là thành mùa thu. Thêm một tiếng chim gù, thành ban mai tinh khiết. Dĩ nhiên là tôi biết, thêm một phiền toái thay. Nhưng mà tôi cũng biết, thêm một lắm điều hay. Thêm một lời dại dột, tức thì em bỏ đi. Nhưng thêm chút lầm lì, thế nào em cũng khóc. Thêm một người thứ ba, chuyện tình đâm giang dở. Cứ thêm một lời hứa, lại một lần khả nghi. Nhận thêm một thiếp cưới, thấy mình lẻ loi hơn. Thêm một đêm trăng tròn, lại thấy mình đang khuyết. Dĩ nhiên là tôi biết, thêm một lắm điều hay. Được không nào? Các bạn ơi, để có thời gian nhá, hôm nào chị phát trực tiếp, chị review cái phim đấy cho các em. Về những cái điều mà chị xúc động, chị sẽ review cho các em, yên tâm đi. Chị chỉ review cho các bạn những cái gì tốt thôi nhá. Còn bây giờ thì chị cũng phải đi ngủ đây. Trời ơi, chị cũng mỏi lắm. Nhưng mà không sao, gặp các bạn ngày hôm nay chị rất là vui. Và rất là cảm ơn các em vì ngày hôm nay đã xem hết cái phần livestream này. Mặc dù là chị chỉ nói về những cái điều nó không liên quan gì đến việc giảng văn luôn ấy, mà chị không hiểu tại sao mà các bạn lại kiểu say mê nghe như thế. Chị thật sự là không hiểu luôn. Nhưng mà chị rất là cảm ơn các bạn, được không ạ? Phim Itaewon Class, nha Thanh Tùng. Rồi, còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn. Nếu như mà cảm thấy yêu thích phần livestream ngày hôm nay thì nhớ là phải like nhá. Nhớ là phải like cái này giúp chị và chia sẻ giúp chị nhá. Mê mẩn lắm à. Cảm ơn các em. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Có vấn đề gì về sách thì cứ nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên nha. Ok, bye bye. Xin chào các bạn, cảm ơn các em rất nhiều.